Quỳnh muốn làm gì? Nếu bỏ lỡ dịp này thì hối hận cả đời. Ta làm vậy chỉ vì để thôi. Này Trường Sư Quỳnh, vì tôi sao? Ai kêu Quỳnh giết người? Hắn không chết, Long cô nương làm sao chịu gả cho đệ? Cô là quá thân của tiền nữ, đệ không bao giờ nghĩ tới chuyện này. Dù sao đi nữa cũng phải giết chết hắn. Không được. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ. Võ công của hắn giỏi như vậy, nếu như đệ hắn biết được chuyện đệ đã quan hệ với Long cô nương ở dưới núi Trung Nam, hắn sẽ tha cho đệ sao? Là cô. Lời ngươi vừa nói có phải là sự thật không? Là sự thật. Cô hãy giết ta đi. Không phải thật. Không phải là thật đâu. Chị mau. Không phải thật. Không phải thật đâu. Không. Không phải là Dương Hoa.